What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình cực kỳ phấn khích khi mà mình đang ở trên tay một con bàn phím cơ mới về ở bên Boss Gear. Hôm nay là một bàn phím cơ rất là ngon nhưng mà lại có giá thành cực kỳ rẻ. Hứa hẹn sẽ là một trong những chiếc bàn phím cơ ngon nhất trong năm nay. Ok, không nói dông dài nữa, mình sẽ cùng nhau đi review chi tiết em này nhé. Let's go! Như các bạn đã thấy ở trên bàn thì đây là một chiếc bàn phím cơ full size và cái vỏ hộp của em này chỉ là vỏ hộp bìa cắt tông bình thường thôi. Nó là của thằng Amcool nên cái vỏ hộp của nó cũng khá giống những thằng Amcool khác, không có gì đặc biệt cả. Tại vì đây chính là bản nâng cấp của thằng Amcool HK107 bản bình thường, mà đó là bản LED RGB. Như các bạn đã thấy thì cái nền của nó chính là nền màu đỏ, cái khung màu đỏ luôn, và nó sẽ được làm giả vân sức phay, vân giả vân kim loại đấy, nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên thì nó chỉ là bằng nhựa. Theo mình đó là một cái điểm khá là hay, tại vì ở Việt Nam mình nếu như mà không đi dép hoặc là nối đất thì rất là dễ bị giật ở những cái cạnh mà bằng kim loại như thế này. Và cái bàn phím này rất là khôn ngoan khi mà sử dụng cái vân xước phay để giả kim loại, nhưng mà nó lại không hề bị giật nếu như mà mình sử dụng chiếc bàn phím này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím cơ full size đầy đủ phím, và nó sẽ là 104 phím, không bị thiếu phím nào cũng không bị thừa phím nào. Các bàn phím này sử dụng đó là layout chuẩn. Với layout chuẩn thì các bạn yên tâm sẽ chơi được mọi keycap nha các bạn, không có phải giới hạn về keycap những con bàn phím khác. Và có một điều đặc biệt nữa của chiếc bàn phím này, đó chính là cái phông chữ của nó. Cái phông chữ của em này thì nhìn khá là nhỏ nhắn, giống với một con bàn phím trước, đó là con bàn phím full length 680R, một trong những con bàn phím đã tuyệt chủng rồi. Nhà mình vẫn rất thích cái bộ keycap của em ấy, nhưng mà hiện nay thì không còn nữa. Tuy nhiên chiếc bàn phím này lại có cái bộ keycap đấy, quá là đẹp. Và tất nhiên keycap của em này sẽ là keycap double shot. Và những keycap double shot như thế này thì yên tâm, các bạn sử dụng trong thời gian rất là dài và sẽ không bao giờ bị bay chữ theo thời gian. Và có một điểm đặc biệt nữa của cái bộ keycap này, đó chính là cái độ cao của nó. Cái độ cao của bộ keycap này thì nó sẽ thấp hơn những cái bộ keycap bình thường, cho nên khi các bạn nhìn chiếc bàn phím thì nó sẽ có trông có vẻ như là mỏng hơn. Chính nhờ cái bộ keycap thấp hơn những cái bộ keycap khác mà khi mình gõ thì nó sẽ có cảm giác đỡ mỏi tay hơn rất là nhiều. Cái này thì cũng tùy người thôi, có người thích keycap cao, có người thích keycap thấp. Nhưng mà theo mình thấy thì bộ keycap này gõ rất là thoải mái và rất là đỡ mỏi tay. Đồng thời nó sẽ giúp cho cái tiếng phát ra của click key không quá đanh, nghe nó sẽ êm tai hơn rất là nhiều. Ở phía bên tay phải, phía trên thì sẽ là những cái đèn báo về num lock, cap lock và cái logo Amcool ở phía bên phải đây. Phía mặt sau, một trong những cái mình thích nhất ở những chiếc bàn phím cơ, đó chính là cái đường DJ này. Cái đường DJ này sẽ giúp cho chúng ta có thể DJ qua trái, DJ qua phải rất là tiện lợi, giúp cho cái bàn của chúng ta có thể gọn gàng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vẫn có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím ở phía hai bên đây. Đồng thời là sẽ có bốn cái cao su để chống trơn trượt. Chúng ta sẽ thấy có thêm hai cái lỗ nhỏ ở dưới đây nữa để chống thoát nước khi mà lỡ may vô tình thì bị đổ nước vào. Dây cáp của em này thì sử dụng dây cáp bọc dù rất là dày và chắc chắn như thế này. Nó khá là to so với những con bàn phím khác, và nó vẫn có trang bị cục chống nhiễu. Tuy nhiên thì đầu USB của nó không được mạ vàng nha các bạn. Cái phần dây cáp thì em này cũng khá là dài đấy, 1,8m, đủ để cho các bạn có thể đi dây thoải mái. Về switch thì sao? Switch của em này đang sử dụng đó là Blue Switch của hãng JWH, một trong những cái hãng mà chuyên làm switch cho cái thằng eBlue, cũng khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình thì nó cũng có góp mặt trên một số chiếc bàn phím cơ thôi. Và cái tiếng click key của em này cũng khá là rõ ràng. Theo nhà sản xuất công bố thì nó cũng sẽ có độ bền là 50 triệu lượt nhấn. Cái này thì mình cũng phải cần thêm thời gian. Về mặt thiết kế thì em này sẽ có sử dụng thiết kế đó là dấu chân switch. Đó, như các bạn nhìn đây. Thì các cái switch của con bàn phím này sẽ được giấu ở phía dưới của cái play, tức là cái nắp của bàn phím ở phía trên này. Cho nên như các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ gọn hàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà chính vì vậy sẽ dẫn đến việc đó là khó vệ sinh. Thì mỗi khi vệ sinh thì chúng ta phải gỡ hết keycap ra, dùng chổi quét thì nó mới sạch hoàn toàn được. Cái điểm nổi bật nhất của em này đó chính là cái hệ thống đèn LED. Em này đang sử dụng hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Đó, bây giờ mình sẽ cùng mở lên cho các bạn xem nhé. Như các bạn đã thấy thì hệ thống đèn LED RGB của em này rất là mượt mà, nó chạy đủ màu luôn. Đây, chứ nó không có kiểu xếp gạch như những con bàn phím RGB khác. Và đặc biệt là LED của em này rất là sáng. Nó sáng đủ cho dù mình đã bật đèn ở trong phòng, nhưng mà nó vẫn đủ sáng để chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái hệ thống đèn LED của em này. Đặc biệt hơn là do em này đang sử dụng cái keycap, đó là dạng keycap low profile, nên nó sẽ thấp hơn những keycap bình thường. Cho nên chúng ta sẽ cho cái cảm giác đó là đèn LED nó sẽ hắt ra được nhiều hơn, nhìn thấy rõ hơn. Hệ thống đèn LED của em này thì khá là phong phú, có rất là nhiều chế độ LED.
Mình để chỉnh tăng giảm tốc độ thì chúng ta ấn Fn dấu cộng hoặc là dấu trừ để tăng giảm tốc độ chạy led. Ấn Fn lên hoặc là Fn xuống để tăng giảm cái độ sáng của led. Còn nếu không, các bạn có thể đổi chiều bằng Fn qua trái hoặc là Fn qua phải đây. Ngoài ra còn các bạn có thể tùy chỉnh một cái chế độ nữa dành riêng cho mình bằng Fn cộng với lại dấu ngã ở chỗ này. Thì nó sẽ hiện ra cái hệ thống đèn led mình đã lưu trước đó. Thì bây giờ mình muốn chỉnh thì mình chỉ cần Fn cộng thêm dấu ngã một lần nữa. Thì khi mà ba cái nút trên này nó chớp tắt thì chúng ta có thể tùy chỉnh được. Chúng ta có thể thay đổi màu led bằng cách nhấn vào đấy. Đó. Cứ mỗi lần nhấn thì nó sẽ thay đổi màu khác nhau. Tùy mình thôi. Đó. Sau khi mình đã sắp đặt toàn bộ các cái nút sáng hoặc tắt theo ý mình rồi thì mình ấn Fn cộng với lại dấu ngã lần nữa để mà lưu lại. Thế là xong. Rất là đơn giản mà thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn thay đổi các cái chế độ led của em này thì chỉ cần ấn nút Fn cộng với lại các nút như là Insert, Home, Pay Up, Pay Down, End hoặc là Down. Mỗi nút này nó sẽ có cho chúng ta từ 3 cho đến 4 chế độ led rất là đẹp. Ví dụ như nút Insert đây thì sẽ là sáng toàn bộ bàn phím và nó sẽ đổi màu. Đó. Tiếp theo là chế độ Brighten, tức là nó sẽ chớp tắt. Hoặc là tiếp theo là chúng ta sẽ có chế độ sáng im. Còn nếu như mà các bạn muốn đổi màu theo tùy chỉnh của mình á, thì mình cũng có thể ấn Fn cộng với nút Space, tức là nút cắt ở đây, để mình có thể chọn một cái màu bất kỳ ở trong bảng màu trên hiện trên bàn phím đây. Thì cái này khá là đơn giản rồi. Nếu mà các bạn đã sử dụng qua con K100 RGB á, thì các bạn sẽ biết. Đó, nếu mà các bạn chúng ta ấn chọn màu xanh thì nó sẽ hiện toàn bộ màu xanh đây. Còn nếu như mà các bạn muốn chọn RGB thì có nút cắt ở đây, nó sẽ hiện led RGB, mình sẽ chọn đây thì nó sẽ chọn đầy đủ các màu trên bàn phím luôn. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có các cái chế độ ví dụ như là waving này. Đó. Chúng ta chọn waving màu hồng chẳng hạn. Đây thì nó sẽ là led màu hồng đơn sắc mà thôi. Rất là đơn giản đúng không? RGB đây. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này nhé. Như các bạn đã thấy thì các cái chế độ đèn led của em này phải nói là cực kỳ nhiều và nó rất là mượt mà chân chu, với lại led cũng sáng đẹp nữa. Đó là một trong những cái điểm cực kỳ nổi bật của em này. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang đó chính là cái hiệu năng, cái cảm giác gõ hay như là cũng như là tiếng gõ của em này nhé. Thì em này nó có chỉ có duy nhất một bản, đó là Blue Switch thôi. Và tất nhiên Blue Switch nó sẽ có phát tiếng clicky. Tuy nhiên thì con này đang sử dụng đó là keycap low profile, cho nên là các bạn sẽ nghe thấy tiếng của nó không được to như những thằng dùng high profile, nhưng ngược lại thì nó sẽ cho cái cảm giác bấm khá là êm. Thì mình sẽ thử cho các bạn coi. Đó, như các bạn đã nghe thấy thì cái tiếng clicky của em này khá là êm tai, nó không có kiểu đanh như những cái con switch tàu khác. Và các cái nút như là nút cắt hay là nút shift, nút enter thì nó đều rất là chắc chắn và không có bị lung lay. Đó, không có hề có cái hiện tượng đó là lung lay như những cái con bàn phím tàu mà nó có bui cực kỳ là chắc. Và nếu như các bạn không thích cái loại keycap này thì các bạn hoàn toàn có thể mua một bộ keycap PPT để mình gắn vào, tại vì cái này nó hỗ trợ toàn bộ các loại keycap khác. Ok, như vậy là mình đã vừa đi review sơ qua về em bàn phím Amcool HK107 RGB này. Em này hiện tại đang bán ở bên Boss Gear với giá là khoảng 700 ngàn thôi. Quá ngon và được bảo hành tới 12 tháng. Đặc biệt là trong 2 ngày, tức là ngày hôm nay và ngày mai, thì nó sẽ được giảm giá xuống còn có 650 ngàn. Quá ngon cho một siêu phẩm như thế này. Và nó chỉ có duy nhất 2 ngày này được giảm giá thôi nhé. Các bạn có thể vào trong cái link ở dưới phần mô tả để mình đặt mua. Vậy với cái tầm giá tiền như thế thì các bạn có thấy con này ok không? Hãy cho mình biết ở phía dưới phần comment nhé.
với mình nó sẽ có những cái ưu điểm như là một cái sản phẩm bui chắc chắn này, rất là đẹp, bắt mắt nữa, màu đỏ đen kết hợp thì không phải nói rồi. Đèn LED RGB cực kỳ sáng và nó cực kỳ mượt luôn. Keycap ngon, double shot, yên tâm, và có dây cáp dày này, bọc dù, chống nhiễu vân vân. Nói chung là có đầy đủ các cái tính năng của những chiếc bàn phím cao cấp. Chắc điểm yếu của nó thì mình nghĩ sẽ đến từ đó là cái switch của nó thì sẽ là không phải là switch nổi tiếng cho lắm, nhưng mà với tầm giá tiền như thế này thì đã là rất là ok rồi. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment nhé. Ngoài ra thì mình có để link để mua sản phẩm này ở trên web cũng như là trên Shopee, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp trên fanpage để đặt hàng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem thêm các cái video ở phía bên tay trái đây hoặc ở phía bên tay phải đây về các cái gaming gear mà có tại Boss Gear. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.